tôi đã thi đỗ vào trường đại học ngoại ngữ Canada và theo học ngành tiếng Việt. Cô ta nói, tại sao nhỉ? Khó như vậy? Tôi cảm thấy tiếng Việt khó, nhưng trái lại rất thú vị với sự nỗ lực và niềm say mê của mình. Thành tao trong học tập, kết quả giải nhất cuộc thi được chơi cho sinh viên năm thứ nhất cũng là minh chứng cho sự nỗ lực của tôi. Bố rất phấn khởi và nói với tôi là, bố thấy con lựa chọn rất đúng. Hãy cố lên nhé. Bố tán thành việc tôi du học ở Việt Nam của tôi. Trong thời gian du học Việt Nam, I'm famous on Instagram. My fans will love that.